Pro Super, camera 108 MPIC cell đẹp hút hồn. iPhone 12 Pro Super là concept được dựng bởi nhà thiết kế Hasan Kaymak. Lần giới thiệu này, Hasan Kaymak cho thấy sự khác biệt về flagship 2020 của Apple sẽ có nhiều khác biệt. Ấn tượng đầu tiên là hệ thống camera 5 ống kính trên iPhone 12 Pro Super có thể đối đầu với mẫu Galaxy S11 dò dỉ mới đây cũng có hệ thống camera sau với 5 ống kính. Ngoài 3 ống kính lớn còn có thêm hai cảm biến phụ khác có thể là một cảm biến 3D và một cổng lấy nét laser, hoặc là một cảm biến chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Thiết kế iPhone 12 Pro Super cũng cho thấy phong cách của iPhone 4. Ngoài ra, nó được trang bị màn hình 6,7 inch, cổng USB-C ở phía dưới và camera 108 megapixel ch cell. Do thiết kế không có phần tai thỏ nên camera selfie trên iPhone 12 Pro Super sẽ ẩn dưới màn hình. Độ phân giải 12 megapixel ch cell. Hai màu mới có được giới thiệu là xanh ánh kim và tím nhạt thực sự mang lại cảm giác ảo diệu. Tuy nhiên, iPhone 2020 chưa hẳn đã có được những tính năng theo mẫu thiết kế này.